Cũng trong dịp này, tại khu thể thao du lịch Tà Bạ Xoài Chét, xã Núi Tô, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn cũng phối hợp với Liên đoàn Dù lượn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn dù lượn bay giữa mùa lễ hội, chương trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trong và ngoài huyện nhân dịp lễ Sendota và hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Chương trình biểu diễn dù lượn bay giữa mùa lễ hội Tri Tôn năm 2022 thu hút sự tham gia của 59 phi công trên khắp cả nước biểu diễn hai loại hình là dù lượn có động cơ và máy bay mô hình. Khác với những lần trước, chương trình biểu diễn dù lượn lần này được kết hợp đan xen giữa các tiết mục bay kéo cờ, thả khói màu, nhào lộn và bay đội hình. Chương trình cũng sẽ dành 5 suất bay trải nghiệm ngắm nhìn toàn cảnh khu thể thao du lịch Tà Bạ Xoài Chét nổi tiếng của Tri Tôn từ trên cao cho những khán giả may mắn bắt được phiếu quà tặng do những phi công thả xuống trong lúc bay. Có thể nói, chương trình biểu diễn dù lượn bay giữa mùa lễ hội Tri Tôn này không chỉ là một trong những điểm nhấn trong định hướng phát triển du lịch Tri Tôn mà còn tạo không gian sinh hoạt, văn hóa, giải trí hấp dẫn, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer huyện Tri Tôn nói riêng, đồng bào Khmer trong tỉnh nói chung nhân dịp đón mừng lễ Sendota. Tới đây, chương trình biểu diễn dù lượn sẽ được huyện Tri Tôn tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ, kỷ niệm quan trọng và ngày càng nâng chất về quy mô, công tác tổ chức, tạo không gian vui chơi giải trí hấp dẫn cho đồng bào dân tộc Khmer và nhân dân địa phương, quảng bá và thu hút ngày càng đông du khách đến với du lịch Tri Tôn.